Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Cuộc trả đũa của Israel nhằm vào Iran trong sáng 26 tháng 10 đã kết thúc sau 3 đợt tấn công. Quân đội Israel cho biết họ đã hoàn thành các cuộc không kích chính xác và có mục tiêu vào các mục tiêu quân sự ở Iran. Israel nêu rõ, cuộc tấn công trả đũa đã hoàn thành, máy bay của chúng tôi đã trở về nhà an toàn, không quân Israel đã tấn công các cơ sở sản xuất tên lửa mà họ cho biết đã được sử dụng để sản xuất tên lửa mà Iran bắn vào Israel trong năm qua. Họ cũng cho biết quân đội Israel đã tấn công vào cơ sở tên lửa đất đối không và các hệ thống phòng thủ trên không bổ sung của Iran. Về phần mình, không quân Iran khẳng định đã đánh chặn thành công các đợt không kích của Israel nhằm vào những mục tiêu quân sự ở ba tỉnh, thành phố, gồm Tehran, Khuzestan và Ilam. Thông cáo khẳng định cuộc tấn công gây thiệt hại hạn chế cho một số vị trí ở Iran quân đội Israel cũng tuyên bố chiến dịch tấn công đã hoàn tất và đạt tất cả mục tiêu đề ra. Al Jazeera dẫn lời ông Trita Parsi, phó chủ tịch điều hành Viện Nghiên cứu Quincy, một tổ chức tư vấn thúc đẩy ngoại giao của Mỹ, cho biết làn sóng tấn công Iran của Israel rất đáng lo ngại và có thể báo hiệu điều tồi tệ nhất vẫn chưa xảy ra. Ông Pasi cho biết kế hoạch tấn công có thể sẽ mạnh hơn theo từng đợt. Những cuộc tập kích đầu tiên có khả năng tập trung vào hệ thống phòng không nhằm phá hủy chúng để mở đường cho những cuộc tấn công mạnh hơn nhiều sau đó đánh giá về vụ tấn công một quan chức mỹ mô tả đây là cuộc tấn công diện rộng và chính xác nhằm vào các mục tiêu quân sự trên khắp iran điều này sẽ ngăn chặn hoặc làm suy giảm khả năng của iran trong việc phát động các cuộc tập kích trong tương lai quan chức mỹ nhấn mạnh thêm đây là dấu chấm hết cho các hoạt động ăn miếng trả miếng giữa israel và iran israel đã nói rõ với thế giới rằng phản ứng của họ hiện đã hoàn tất Chủ tịch Ủy ban Tài chính Thượng viện Mỹ và một nghị sĩ cấp cao của Đảng Dân Chủ đã yêu cầu Bộ trưởng Tư pháp bổ nhiệm một cố vấn đặc biệt để điều tra xem ông Jared Kushner, con rể của cựu Tổng thống Donald Trump, có phải đã và đang hoạt động như đại diện của Ả Rập Xê Út nhưng không đăng ký hay không. Lá thư từ Thượng nghị sĩ Ron Wyden và Hạ nghị sĩ Jamie Raskin dẫn bài báo của Reuters nói rằng Ông Kushner đã nhiều lần trao đổi về hoạt động ngoại giao của Mỹ và Ả Rập Xê Út với thái tử kế vị Ả Rập Xê út Mohammed bin Salman sau khi ông Kushner đã rời chính phủ hai nghị sĩ Widen và Raskin viết trong lá thư dài tám trang gửi bộ trưởng tư pháp Merrick Garland rằng điều này thực sự đáng lo ngại vì ông Kushner dường như đang tác động đến chính sách đối ngoại của Mỹ bằng cách hoạt động như một cố vấn chính trị cho chính phủ Ả Rập Xê út trong khi cũng nhận tiền của họ sự gần gũi giữa ông Kushner với cựu tổng thống Trump và khả năng can thiệp chính trị cho thấy cần phải bổ nhiệm một công tố viên đặc biệt tuy nhiên trong một tuyên bố ông Kushner khẳng định không có xung đột lợi ích nào cả ông gọi bức thư là trò đùa ngớ ngẩn và cho rằng nó dưới mức nghiêm túc mà cả hai viện nên xem xét ông chad mizele giám đốc pháp lý của affinity partners cho rằng yêu cầu bổ nhiệm công tố viên đặc biệt là một nỗ lực đáng xấu hổ của hai nghị sĩ quy đen và raskin nhằm biến bộ tư pháp vốn đã bị vũ khí hóa thành chiến dịch chính trị với những cáo buộc không có căn cứ hoặc bằng chứng. Trước đó vào tháng tư, ông Jared Kushner cũng đã bị ông Ben Rhodes, cựu phó cố vấn an ninh quốc gia Mỹ cáo buộc hưởng lợi từ các dự án đầu tư nhờ ảnh hưởng từng có ở Nhà Trắng. Báo chí Mỹ dẫn các tài liệu dò dỉ cho thấy khoảng 99% quỹ đầu tư của Jared Kushner, con rể của cựu tổng thống Donald Trump, nhận tiền từ nước ngoài, trong đó có Qatar các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE và Ả Rập Xê Út. Các bài viết cũng hé lộ ông Kushner đã tham gia các dự án xây dựng khách sạn ở vùng bàn Căng, đặc biệt là Sekbi và Albany. Thời điểm đó, ông Ben Rhodes khẳng định rằng đây là hành động giao bán chính sách đối ngoại Mỹ, một cấp độ tham nhũng chưa từng thấy đang hiện rõ. Ông Rhodes nhắc lại rằng vị trí cố vấn Nhà Trắng mà Kushner từng nắm giữ trong nhiệm kỳ của bố vợ đã gây tranh cãi từ đầu, do Kushner không có kinh nghiệm chính sách lẫn năng lực đã được chứng minh trong lĩnh vực này. Ông Rhodes cũng cho rằng thời gian làm cố vấn trong Nhà Trắng từ năm 2017 đến năm 2021 đã giúp ông Kushner xây dựng danh sách khách hàng gồm những nước Ả Rập tại vùng vịnh và tạo mối quan hệ thân thiết với Thái tử Ả Rập Saudi Mohammed bin Salman. Nhật báo danh tiếng và lâu đời Washington Post tuyên bố sẽ không ủng hộ ứng viên Đảng dân chủ Kamala Harris hay ứng viên Đảng Cộng hòa Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. CEO của cơ quan truyền thông này, ông William Lewis cho biết, đây là sự quay lại với nguồn gốc của chúng tôi là không ủng hộ các ứng cử viên tổng thống. Ban biên tập của báo này đã bày tỏ ủng hộ các ứng cử viên tổng thống trong hơn 3 thập kỷ. Đây là lá phiếu trắng đầu tiên của tờ báo sau hơn 30 năm, trong cuộc bầu cử được truyền thông Mỹ nhận định là gây chia rẽ nhất trong lịch sử xứ cờ hòa. Trong diễn biến liên quan, theo cuộc thăm dò toàn quốc gần đây nhất của CNN trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ ngày 5 tháng 11, ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump và đối thủ Đảng Dân chủ Kamala Harris đều đạt tỷ lệ ủng hộ là 47%, số cử tri có khả năng đi bỏ phiếu. Cuộc thăm dò được tiến hành qua điện thoại từ ngày 20 đến ngày 23 tháng 10 trên tổng số 1.704 cử tri đã đăng ký và kết quả được công bố vào ngày 25 tháng 10 có biên độ sai số là 3,1 điểm phần trăm trong số những cử tri có khả năng đi bỏ phiếu và cộng hoặc trừ 3,2 điểm phần trăm số hồ sơ đã đăng ký của cử tri. Trong khi đó theo khảo sát mới nhất do Viện các vấn đề chính trị Đại học Harvard, HIP công bố ngày 25 tháng 10 cho thấy trong cuộc đua tranh chức tổng thống Mỹ, ứng cử viên Kamala Harris dẫn điểm trước cựu tổng thống Donald Trump trong nhóm cử tri trẻ ở độ tuổi từ 18 đến 29 tuổi. Cụ thể trung bình trong 3 người trẻ tuổi, có 2 người ủng hộ bà Harris và 1 người ủng hộ ông Trump. Xu thế này giúp bà Harris vượt trước đối thủ 28 điểm xét về sự ủng hộ của cử tri trẻ. Đây là mức chênh lệch lớn nhưng giảm 3 điểm so với kỳ khảo sát hồi tháng 9 cũng do HIP thực hiện. Đáng chú ý ở bảy bang chiến địa, mức độ dẫn điểm của bà Harris trước ông Trump ở giới trẻ chỉ còn 9 điểm, 51% so với 40% Thăm dò cũng cho thấy mức độ chênh lệch về độ hào hứng đi bỏ phiếu của cử tri trẻ đối với ứng cử viên họ ủng hộ. 71% cử tri trẻ ủng hộ bà Harris nói rằng có kế hoạch đi bỏ phiếu, trong khi tỷ lệ này ở nhóm ủng hộ ông Trump chỉ là 59%. Khoảng cách về giới tính cử tri cũng tiếp tục được nới rộng. Bà Harris dẫn 10 điểm trước đối thủ ở cử tri nam giới trẻ tuổi và dẫn trước tới 30 điểm ở nhóm cử tri nữ giới trẻ tuổi. Ông Trump chỉ có được đối chút lợi thế từ số thanh niên già trắng. Đáng chú ý chỉ có một trên năm người tham gia khảo sát tin rằng sẽ có tiến trình chuyển giao quyền lực êm thấu hậu bầu cử. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa qua tuyên bố nếu tái đắc cử, ông sẽ sa thải công tố viên đặc biệt Jack Smith ngay sau khi nhậm chức. Trả lời phỏng vấn của ông Huck Hewitt, người dẫn chương trình phát thanh bảo thủ về việc ông Trump sẽ tự ân xá cho mình trước hay sa thải ông Smith, để loại bỏ những rắc rối pháp lý đang bủa vây, ông chủ thứ 45 của nhà trắng khẳng định: "Quá dễ, tôi sẽ sa thải ông ta trong vòng 2 giây, ông ta sẽ là một trong những chuyện tôi giải quyết trước, đồng thời gọi ông Smith là người bất lương." Ông Smith, người được bộ trưởng tư pháp Merrick Garland bổ nhiệm làm công tố viên đặc biệt hồi năm 2022, tiến hành truy tố cựu tổng thống Trump với các tội danh âm mưu lật ngược kết quả bầu cử tổng thống năm 2020 và đem tài liệu mật về nhà sau khi hết nhiệm kỳ. Trong cuộc điều tra đầu tiên, ông Smith đã đưa ra cáo trạng gồm 4 tội danh vào tháng 8 năm 2023. Tòa án tối cao Mỹ tháng 7 cho rằng ông Trump được hưởng quyền miễn trừ với hành động công vụ khi đương chức. Công tố viên Smith sau đó điều chỉnh cáo trạng, thu hẹp nội dung cáo buộc để phù hợp với phán quyết của tòa án tối cao. Cuộc điều tra thứ hai liên quan đến các tài liệu chính phủ mà Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI thu giữ khi khám xét dinh thự Ma'alago của ông Trump ở bang Florida hồi tháng 8 năm 2022. Cựu tổng thống bị truy tố vào tháng 6 năm 2023 với 40 cáo buộc. Tuy nhiên, thẩm phán liên bang Eileen Cannon hồi tháng 7 đã hủy vụ truy tố, cho rằng việc bổ nhiệm ông Smith đã vi phạm quy định theo Hiến pháp Mỹ, Ông Smith hồi tháng 8 đệ đơn lên tòa phúc thẩm liên bang đề nghị nối lại truy tố cựu tổng thống Donald Trump. Trong khi đó phía ông Trump thường xuyên công kích ông Smith. Theo giới quan sát, nếu tái đắc cử, ông Trump chỉ có thể chỉ đạo bộ tư pháp sa thải ông Smith. Ông sẽ không thể tự mình sa thải ông Smith vì vị trí này không phải do tổng thống bổ nhiệm. Trước đây cựu tổng thống cũng từng tìm cách sa thải các công tố viên đã đích thân điều tra ông. Trong nhiệm kỳ đầu tiên ở Nhà Trắng, ông Trump đã nhiều lần cố gắng cách chức cố vấn đặc biệt Robert Mueller, người phụ trách điều tra cáo buộc ông Trump có quan hệ với Nga, cũng như nghi vấn Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020. Tuy nhiên, ông Trump rốt cuộc đã lùi bước sau khi cố vấn Nhà Trắng là Don McGain đã không tán thành điều này và đe dọa sẽ từ chức.